Cho ta một lý do để không giết cô. Tuyết Ninh chỉ đi ngang qua, không hề cố ý, cũng không muốn nghe ngóng bí mật của tiên sinh. Chỉ là vừa rồi người đó nói Ngọc Như Ý nhắm vào Yên Gia ư? Đây không phải chuyện cô nên hỏi. Chuyện của Yên Lâm chính là chuyện của học trò. Nếu tiên sinh không nói cho ta biết, ta chỉ đành kể cho người khác tất cả những gì ta thấy và nghe được tối nay. Ninh Nhị, cô cảm thấy ta quá mềm lòng, quá dễ nói chuyện đúng không? Từ lúc cô vào cung, ta đã cảnh cáo cô đừng chọc giận ta. Cô tự cho mình thông minh, cảm thấy mình không gì không làm được, giải quyết được chuyện của Châu Dần Chi, liền nghĩ mình có thể nhúng tay vào tranh chấp trên triều đình. Cô tưởng rằng mình rất quan tâm tới Yên Gia, nhưng cô hoàn toàn không biết những gì cô làm sẽ mang đến bao nhiêu tai họa cho Yên Lâm. Không có phép tắc, tính tình ngang bướng, còn không biết hối cải. Thiếu sư đại nhân nói rất đúng. Vậy ngài thì sao? Công ngây thơ gì đó mà người vừa nãy nói có liên quan gì tới ngài? Suốt cuộc chuyện Ngọc Như Ý có mấy phần liên quan tới ngài? Suốt cuộc người trước quả cho Yên Gia là ta hay là ngài? Thiếu sư một triệu mà lại sợ mèo, đúng là hiếm thấy. Có lẽ đây lại là một bí mật khác của thiếu sư đại nhân cao quý nhỉ. Ta chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ, đã có thể nhiều lần khiến ngài sợ hãi. Hóa ra người hoàn mỹ hay thánh nhân thì cũng biết sợ. Đúng là người hoàn mỹ hay thánh nhân thì đều có nỗi sợ. Nhưng Tạ Mỗ không phải người hoàn mỹ, ca không phải thánh nhân. Khương Tuyết Ninh, cô dựa vào chút khôn vặt của mình, chưa từng chịu che giấu tài năng. Nhưng cô nên nhớ, nếu một người không muốn chạm vào thứ nào đó thì chưa hẳn là do sợ hãi, cũng có thể là căm hận, ghê tởm tột độ.